Việt Nam có bờ biển dài hơn 3.260 km, trải dài từ Bắc xuống Nam, hơn 3.000 hòn đảo, 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biển. Vùng biển Việt Nam rộng gấp 3 lần diện tích đất liền, chứa đựng nguồn tài nguyên vô cùng phong phú và đa dạng. Biển đảo thêm lục địa có vị trí chiến lược đối với quốc phòng an ninh và sự phát triển phồn vinh của đất nước. Nghiên cứu khoa học biển chính là chìa khóa để Việt Nam tiến vào đại dương, tiếp cận với những lợi ích to lớn do biển mang lại, đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Núi Sông Bờ Cõi của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam là một quốc gia biển, vùng biển nước ta rộng gấp 3 lần diện tích lãnh thổ đất liền với hơn 3.000 đảo lớn nhỏ và dài bờ biển kéo dài trên 3.200 km. Có đặc điểm tự nhiên rất đa dạng và tài nguyên thiên nhiên phong phú. Những năm qua, kinh tế biển mà cụ thể là xuất khẩu dầu thô và hải sản chiếm tỷ lệ cao trong tổng thu nhập quốc dân. Tuy nhiên, biển cũng tiềm ẩn nhiều ẩn họa, có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của kinh tế xã hội đất nước. Những năm gần đây, các tỉnh ven biển đã phải hứng chịu nhiều thiên tai liên quan đến biển như bão lụt, sạt lở bờ biển hay nguy cơ động đất sóng thần. Những vấn đề trên cho thấy đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu biển để hiểu và khai thác biển một cách hiệu quả là vô cùng quan trọng. Vậy ở thời điểm hiện tại, trình độ nghiên cứu khoa học biển của Việt Nam đang đứng ở vị trí nào và lĩnh vực khoa học này đã nhận được sự đầu tư đúng mức? Những nội dung đó sẽ được cùng bàn luận trong chương trình Núi Sông Bờ Cõi lần này với sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi, giảng viên cao cấp của Đại học Quốc gia Hà Nội, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn và xin chào quý khán giả. Câu hỏi đầu tiên thì khoa học biển là một khái niệm còn khá xa lạ. Vậy thì Phó Giáo sư có thể chia sẻ một cái cách dễ hiểu để quý khán giả có thể hình dung về lĩnh vực khoa học này được không ạ? Thực ra khoa học biển thì là những cái lĩnh vực mà nó nghiên cứu các khía cạnh khác nhau về biển. Đặc biệt là nhấn mạnh đến bốn cái nguyên tắc chính. Một là những vấn đề về vật lý biển. Hai là vấn đề hóa học biển. Ba là vấn đề về sinh học biển, sinh thái học biển. Và bốn là vấn đề địa chất, địa lý biển. Thì có thể nói đây là một cái lĩnh vực hết sức quan trọng. Và từ bốn cái lĩnh vực cơ bản này, nó gọi là then chốt, thì có thể nó phục vụ cái lĩnh vực ứng dụng của nó cho rất nhiều các cái hoạt động khác nhau ở trên biển, kể cả những hoạt động dịch vụ ở trên biển. Vậy thì cái ngành khoa học này có ý nghĩa như thế nào đối với một quốc gia được coi là quốc gia biển như Việt Nam? Thực ra khoa học biển thì có thể nói nôm na là nó là cái nền tảng để nó định hình ra chính sách. Và cũng thông qua khoa học biển nó cung cấp các luận cứ để mà chúng ta có thể tiến hành những các cái nghiên cứu ứng dụng trong tất cả các lĩnh vực, kể cả lĩnh vực khoa học, lĩnh vực công nghệ, lĩnh vực xã hội và những lĩnh vực về văn hóa. Cho nên là nếu mà chúng ta làm tốt khoa học biển ấy, thì đây chính là chúng ta có một cái hệ thống, cái thông tin đầu vào để mà giúp cho những cái lĩnh vực khoa học ứng dụng nó phát triển một cách đúng hướng, chính xác. Và nó đề xuất ra được những các cái vấn đề nó thiết thực với cuộc sống, xã hội và dân sinh. Ví dụ như là khoa học biển ấy, nó đóng góp rất tích cực vào lĩnh vực về kinh tế. Nó phát hiện ra các cái thông tin đầu vào là các nguồn tài nguyên. Nó đánh giá cái khả năng, cái sự phân bố nguồn nhân lực của lao động ở trên biển để mà phát triển kinh tế. Và đồng thời là nó cung cấp những cái luận cứ để chúng ta hoạch định những cái chiến lược phát triển cho đúng hướng, xây dựng và phát triển một cái nền kinh tế biển xanh ở nước ta trong cái thời gian tới. Thế và đối với khoa học biển thì nó giải quyết nhiều vấn đề về xã hội, phát hiện ra những cái giá trị dịch vụ của các hệ thống sinh thái, phục vụ cho cái việc là phát triển những các cái văn hóa biển mà từ xưa đến nay thực chất thì nó đã có sẵn. Thế tuy nhiên duy trì, phát huy, tôn tạo của nó không phải chuyện dễ. Và đôi khi nó mai một đi và nó làm mất cái khả năng tự điều chỉnh của các cái hệ thống cộng đồng mà vốn của nó dựa vào những các cái yếu tố văn hóa và tâm linh trên cơ sở những các cái vấn đề của biển. Thế và cuối cùng thì có thể nói rằng là khoa học biển thì nó cung cấp rất nhiều vấn đề làm cơ sở khoa học cho những vấn đề về an ninh quốc phòng. Tôi nói ví dụ cung cấp cho những phương án phòng thủ, những cái khu vực đổ bộ vân vân cho những vấn đề an ninh quốc phòng. Và khoa học biển cũng cung cấp những cái luận cứ để mà kể cả về lý luận cũng như thực tiễn trong cái việc xác định các cái vấn đề chủ quyền và đấu tranh bảo vệ chủ quyền dựa vào khoa học. Hoạt động điều tra, nghiên cứu khoa học biển thường đi trước một bước nhằm cung cấp các luận cứ khoa học về điều kiện tự nhiên, tài nguyên biển,
điều kiện môi trường, các quy luật, các quá trình biển và mức độ biến đổi của các yếu tố này nhằm phục vụ cho việc hoạch định chính sách, chiến lược và quy hoạch khai thác sử dụng biển đảo. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau để hiểu được phần nào những hiệu quả cụ thể mà hoạt động nghiên cứu khoa học biển có thể mang lại. Đầu tháng 3 năm 2018, các nhà khoa học biển của Việt Nam công bố danh mục gần 12.000 loài sinh vật biển Việt Nam, hơn 2.000 loài cá, gần 6.000 loài động vật đáy, 653 loài tảo hay 12 loài rắn biển. Trong đó, có một số nhóm sinh vật biển có giá trị kinh tế quan trọng như cá, tôm, mực đã được xác định khu vực phân bố, trữ lượng và khả năng khai thác. Những kết quả nổi bật của công trình này chứng minh nguồn lợi hải sản của Việt Nam là rất phong phú và đa dạng. Cái kết quả nghiên cứu mà công bố 12.000 loài ở biển Việt Nam là một cái kết quả nghiên cứu rất là lâu dài. Tức là chúng ta cùng với các chuyên gia của nước ngoài nghiên cứu từ năm 1959 đến nay. Cái việc mà kiểm kê có bao nhiêu loài thì cũng tương tự như chúng ta kiểm kê là trong cái gia đình chúng ta có những cái gì để sau này chúng ta sử dụng. Và sau khi mà đã kiểm kê được 12.000 loài thì chúng ta sẽ phân loại được ra là chúng ta có những cái dạng nguồn lợi gì. Thí dụ chúng ta cá, chúng ta có bao nhiêu loài, tôm bao nhiêu loài, cua bao nhiêu loài và cái trữ lượng của nó ra làm sao. Và trên cơ sở đó để chúng ta có một cái kế hoạch mà khai thác cho nó hợp lý và bảo tồn cho nó bền vững. Không chỉ là cơ sở để lập kế hoạch khai thác hợp lý cũng như bảo vệ hệ sinh thái biển bền vững, việc xác định danh mục loài đã giúp xây dựng các mô hình sử dụng những sinh vật có ích để bảo vệ môi trường. Tuy mới triển khai trên khu vực hẹp, nhưng những mô hình này cũng đã mang lại hiệu quả. Trong cái số lượng loài đó thì chúng ta cũng phát hiện ra những cái loài nó có khả năng là làm sạch môi trường. Đấy. Ví dụ như các cái loài thân mềm, hai mảnh vỏ, ví dụ loài vẹm chẳng hạn, hoặc loài hầu chẳng hạn, là những cái loài mà nó có khả năng là tích lũy các cái chất ô nhiễm từ môi trường, nó đưa vào trong cơ thể. Và trong cái quá trình chuyển hóa của sinh vật thì nó có thể chuyển hóa những cái chất từ ô nhiễm thành những cái chất vô hại và đưa ra ngoài môi trường. Hiện nay có một vài cái ứng dụng của Viện Hải dương học Nha Trang. Các anh đã nuôi vẹm, nuôi hầu, xen canh với những cái chỗ nuôi tôm, kể cả nuôi tôm hùm. Tôm hùm, khi chúng ta nuôi tôm hùm nó thải ra môi trường một cái lượng chất thải rất là lớn. Thế nếu chúng ta có những cái nuôi các cái loài thân mềm hai mảnh vỏ xen vào thì nó có khả năng nó sẽ phân hủy các cái thức ăn thừa đi và lúc đó nó làm cho môi trường sạch hơn, nó cũng làm cho cái nghề nuôi ấy, nó sẽ đỡ bị nguy cơ là bị chết hàng loạt. Việc nghiên cứu số lượng loài sinh vật biển Việt Nam một cách có hệ thống còn giúp phát hiện những nguồn lợi mới trong vùng biển Việt Nam, mang lại những hướng phát triển mới trong tương lai. Các cái nguồn dữ liệu trên đất liền ấy, thì tôi cho cũng nó sẽ cạn dần. Và sau này, về mặt tương lai thì biển sẽ là một trong những cái khu vực mà chúng ta có thể khai thác được rất nhiều cái loại dữ liệu quý hiếm từ đây. À, cái này thì thế giới người ta đã đi trước chúng ta một bước. Hiện nay thì chúng tôi cũng đang tiến hành khoanh vùng một số cái bãi dược liệu, thí dụ bãi dược liệu Cô Tô, bãi dược liệu bãi Tử Long, bãi dược liệu khu vực Lan Hạ của Cát Bà. Bây giờ chỉ còn chờ là kết luận của hội đồng nghiệm thu và sau khi có kết luận đó thì chúng tôi sẽ công bố các kết quả nghiên cứu để sử dụng. Qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng có thể thấy là cái việc gọi tên 12.000 loài sinh vật biển của Việt Nam thì cũng đã mang lại những cái ý nghĩa cả về khoa học cũng như là những cái ứng dụng trong đời sống. Vậy thì theo đánh giá của Phó Giáo sư, ngành khoa học biển Việt Nam thì đang có vị trí như thế nào? Chúng ta đang ở đâu trong khu vực và quốc tế ạ? Có thể nói như nghiêm túc như thế này và hết sức công bằng, mình hết sức cố gắng. Và cái khởi đầu của khoa học biển Việt Nam nếu tính từ xưa là nó cũng từ năm 1923. Khi mà thành lập cái trạm hải dương học ở Nha Trang, chúng ta đã có những cái đóng góp nhất định. Tuy nhiên mà nhìn tổng thể thì có thể nói rằng là cái khoa học biển chúng ta vẫn ở cái mức tụt hậu. Phải nói là ở cái mức tụt hậu. Tôi khi mà ngày xưa hợp tác với Trung Quốc khoảng những năm 1988, chúng tôi sang Bắc Hải hay sang Thanh Đảo là những cái viện hải dương học quốc gia. Lúc ấy thì so với mình thì mình họ 10 thì mình cũng chỉ độ khoảng 6-7. Nhưng đến bây giờ thì tôi không dám so. Mỹ và Trung Quốc đều dùng các vệ tinh CSAT, tức vệ tinh nghiên cứu biển riêng. Cơ quan nghiên cứu biển đại dương Mỹ và Trung Quốc, Tổng cục Đại dương Trung Quốc, Tổng cục Đại dương của Hoa Kỳ, khí quyển đại dương Hoa Kỳ, đều phóng trực tiếp vệ tinh làm. Của mình bây giờ làm sao có.
cả nước mới chung một vài cái vệ tinh thôi, làm gì có riêng cho biển. Cho đến nay chúng ta đã có chiến lược khoa học công nghệ, chúng ta có chiến lược biển Việt Nam đến 2020, trong đó có xác định nhiệm vụ cho khoa học công nghệ biển. Nhưng chúng ta chưa hề có một cái chiến lược khoa học công nghệ biển mà được nhà nước chúng ta thông qua. Đó là một cái yếu, một cái thiếu. Trong khi đó Trung Quốc hiện nay đã có lộ trình, không chỉ có chiến lược, đã có lộ trình công nghệ không chỉ biển mà đại dương. Tầm nhìn của họ là ra đại dương đến năm 2050. Nhưng mà thế này, cái chuyện đó là đánh giá chung. Nhưng đánh giá từng khía cạnh để nhận dạng. Thí dụ như các nhà khoa học thì có thể nói rằng cái tố chất các nhà khoa học biển Việt Nam, cái kiến thức và trình độ cơ bản không phải yếu. So với khu vực ASEAN thì mình không yếu, không yếu. Thế nhưng mình lại yếu hơn họ là về ngoại ngữ. Cái số lượng các nhà khoa học biển mà có ngoại ngữ tốt mà có thể là đi tham gia và chinh phục được, mà có thể nói hết được cái mình muốn và những cái kết quả mình đã làm ra một cách sâu sắc ở trên các diễn đàn quốc tế thì cũng rất ít.